Cô giáo cấp 3 Flareable cùng đau khổ khi bị chồng phản bội, nhưng cô cũng không muốn con trai mất đi gia đình. Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến cô bước vào bước đường cùng. Cậu học sinh lớp 12 nhà bên đâu, Edison bước vào cuộc sống của cô. Cậu nhìn có vẻ ấm áp vô hại, thích giúp đỡ người khác, là một thanh niên tốt được mọi người công nhận. Có lần, chồng của Claire đưa con trai đi picnic ở ngoại ô, Claire liền đến nhà Noe. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Noe, Claire không thể giữ vững phòng tuyến của mình. Từ đó về sau, cuộc sống của Claire vì một đêm tình mà lún sâu vào trong đen tối. Chào mừng đến với video của tôi. Theo dõi tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ phim điện ảnh đặc sắc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim điện ảnh The Boy Next Door. Claire vô cùng đau khổ vì bị chồng phản bội. Cô bạn thân Vicky hết lời khuyên nhủ cô. Cô ấy bảo với Claire hướng về phía trước, đá tên đàn ông tồi tệ kia và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Claire vẫn luyến tiếc gia đình mình. Chồng của cô là Gareth cũng cố gắng cải thiện mối quan hệ của cả hai. Buổi tối đặc biệt về nhà tổ chức sinh nhật cho con trai. Vì con trai, Claire phải ngầm chịu đựng tất cả. Gareth tặng cho con trai mình Kevin một chiếc máy tính mới. Cậu bé vô cùng vui vẻ mà ôm chầm lấy ông. Khi cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau, Gareth bỗng đề nghị sau khi ông ta đi công tác về, cả gia đình sẽ cùng nhau đi picnic. Claire càng thắc mắc chồng mình đi công tác ở đâu. Cô biết San Francisco là một nơi nhạy cảm đối với cả hai người. Claire biết chồng mình ngoại tình với thư ký. Khi nhắc chủ đề này, cả hai người đều bực bội bỏ đi. Claire nói với Kevin, trước khi bắt đầu học kỳ mới cậu bé sẽ có chuyến du lịch của riêng mình. Cô trở về phòng, tiếp tục đắm chìm trong những đau khổ. Những ngày không có chồng ở bên, mọi việc lớn bé trong nhà đều đến tay Claire, ví như cái cửa gara xe bị hỏng. Hai mẹ con dùng hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa. Bỗng nhiên một bờ vai mạnh mẽ xuất hiện bên cô. Hóa ra đó là cháu trai Noe của ông lão hàng xóm. Sự vui vẻ yêu đời, thân hình cao lớn của Noe để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Claire. Dần dần, Kevin và Noe trở thành bạn tốt của nhau. Noe đưa Kevin đến cửa hàng đồ kim khí, mua những linh kiện để sửa cánh cửa gara. Kevin biết chuyện bố mẹ Noe đều mất vì tai nạn giao thông, do vậy phải sống cùng với chú của mình. Hơn nữa Noe cũng học chung trường với mình. Mẹ cậu là Claire cũng chính là giáo viên của ngôi trường này. Con gái chủ cửa hàng kim khí là Ali, cũng là cô gái Kevin yêu thầm bấy lâu nay. Noe cổ vũ Kevin bày tỏ với Ali. Kevin dần xem Noe như người anh lớn. Vài kẻ lưu manh đến cửa hàng cười nhạo Kevin. Noe nói chuyện này cho Claire. Claire nói rằng con trai mình thường bị bắt nạt ở trường, nhưng bản thân cô cũng không có cách nào cả. Claire vô cùng vui vẻ khi thấy Noe sửa được cửa gara. Đã rất lâu rồi cô chưa thấy vui vẻ như vậy. Đến tối, Claire nhìn qua cửa sổ, thấy Noe đang chăm sóc chú mình. Cô bắt đầu có ấn tượng tốt với Noe. Từ đó, người thanh niên này dần dần bước vào cuộc sống của Claire. Cậu dạy Kevin kiến thức về xe hơi. Từ lúc nào không hay, Claire dần thấy rung động. Claire mời bạn thân mình là Vicky và Noe đến nhà dùng bữa. Trong bữa ăn, Noe vô cùng quen thuộc khi nhắc đến môn ngữ văn, môn mà Claire đang giảng dạy. Hiện nay rất ít người trẻ thích văn học. Claire vô cùng bất ngờ. Chỉ có Vicky nói với Claire rằng cô thấy đứa trẻ Noe này vô cùng kỳ lạ. Lúc này Noe bước vào, không ngừng thể hiện sự nhiệt tình của bản thân với văn học. Dường như Claire đã tìm thấy người bạn tri âm của mình. Gareth đưa Kevin đi picnic. Noe đang sửa mái nhà, nhìn bọn họ rời đi với ánh mắt đầy ẩn ý. Còn Claire chỉ cảm thấy cô đơn. Noe cầm một tập thơ mang tặng cho Claire, còn nói những thứ mà người khác không cần lại là báu vật của chúng ta. Nghe thấy vậy, Claire càng cảm thấy Noe chính là bạn tâm giao của mình. Noe lại tiếp tục ca ngợi, khiến Claire nhận ra bản thân gợi cảm đến nhường nào. Buổi tối, Claire đi thử đôi giày Vicky tặng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cơ thể trần trụi của Noe, cơ bụng sáu múi, bờ mông quyến rũ, dường như đang mời gọi Claire. Trong cô bỗng xuất hiện một khát vọng mãnh liệt. Claire nhận lời mời của Vicky, dự định sẽ đi tiếp một bước, nhưng đối tượng hẹn hò của cô không hề tôn trọng phụ nữ. Nụ cười coi thường khiến Claire bực bội bỏ đi. Cô rời đi không chút lưu luyến. Về đến nhà, Claire uống rượu một mình, nhận được điện thoại của Noe. Người đàn ông không biết nấu ăn này nhờ cô giúp đỡ. Cậu nướng gà nhưng gà vẫn nửa sống nửa chín. Claire đến nhà Noe, hai người cùng dùng bữa, vui vẻ trò chuyện. Noe không ngừng ca ngợi vẻ đẹp của Claire, cho đến khi cậu đẻ cô giáo của mình cũng chính là người phụ nữ đã làm mẹ này lên tường. Sự gợi cảm của Claire khiến Noe không thể ngừng lại, cũng có lẽ do men say. Claire kêu dừng lại, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Sáng ngày hôm sau, Claire vô cùng hối hận, cô nhanh chóng mặc quần áo. Noe mang bữa sáng đến, đồng thời cố gắng thuyết phục Claire, nhưng Claire lại phủ nhận việc này. Cô cho rằng đây chỉ là một sai lầm, là do bản thân hồ đồ. Nhưng điều này khiến Noe không thể chấp nhận được. Cậu tức giận đấm vào tường, khiến cho tay bị thương. Claire cho rằng người trẻ tuổi sức lực dồi dào cũng cảm nhận được tình yêu của Noe dành cho mình. Claire vô cùng áy náy rời đi. Gareth cùng Kevin trở về nhà sau chuyến picnic. Kevin vui vẻ kể với Claire về chuyến đi thú vị của mình. Cậu mong bố sẽ ở lại cùng ăn tối. Một nhà ba người cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ hiếm có. Nhưng Claire lại không ngừng tự trách bản thân. Lúc này đột nhiên có người bấm chuông. Cô nghe thấy tiếng của Noe. Cô càng hoảng hơn. Thằng nhóc này tìm đến đây, giống như đang ra oai, lại giống như đang uy hiếp Claire. Đến tối, Gareth lại tâm sự với Claire, nói rằng bản thân đã biết lỗi rồi. Bản thân phạm phải sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mắc phải. Ông ta cầu xin Claire tha thứ, mong muốn được làm lại từ đầu. Claire đã đợi những lời này rất lâu rồi. Nếu như trước đêm hôm qua nghe được những lời này, cô sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, Claire như đang đứng trước những tai họa không thể lường được. Sau đêm hôm đó,
Noe dường như đang dùng bộ mặt khác để bước chân vào cuộc sống của Claire. Cậu cố tình chạy đến tấp của Claire, sau khi tan học theo dõi Claire cả một đường về nhà. Claire cảm thấy Noe rất phiền phức, cô dặn con trai phải cách xa Noe ra một chút. Noe lấy súng của mình ra, bắt đầu dạy Kevin bắn súng. Cậu ta coi Kevin như con trai của mình. Noe đang dần dẫn dắt cuộc sống của Kevin, cậu ta không ngừng châm ngòi quan hệ của hai bố con. Không những thế, cậu ta còn dạy Kevin boxing, không ngừng làm cậu bé chán ghét bố mình, thậm chí suýt nữa khiến Kevin mất mạng. Claire nhận được một bó hoa, cô cứ nghĩ là Gazette tặng mình, nhưng đến khi gọi điện hỏi, Gazette cũng không hiểu chuyện gì. Lúc này, Claire liền nhận ra đây là hoa Noe tặng. Cô tìm thấy Noe ở phòng tập, Claire cảnh cáo cậu ta, không cho phép cậu ta tiếp tục làm phiền cô. Noe ngoài mặt đồng ý, nhưng sau khi Claire rời đi lại nở nụ cười khó lường. Đến tối, Noe bắt gặp Claire và Gazette cùng nhau về nhà. Nhìn thấy đôi vợ chồng gương vỡ lại lành này, Noe không nhịn được nữa. Cậu không ngừng nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ của mình và Claire. Sáng ngày hôm sau, cậu tìm đến Claire, nhục mạ cô là đồ lẳng lơ. Claire yêu cầu Kevin không được có bất cứ quan hệ gì với Noe nữa, nhưng Kevin lại chọn lên xe của Noe. Ba kẻ lưu manh trong trường lại đến bắt nạt Kevin, để giải tỏa hết những bực bội của mình. Noe đánh cho ba tên lưu manh này thừa sống thiếu chết. Khi Vicky chất vấn Noe, thái độ ngang ngược của Noe khiến Vicky cảm thấy sợ hãi. Claire cùng Kevin đến đêm dạ hội mùa thu. Kevin ăn mặc vô cùng bảnh bao, chỉ vì cậu muốn giành được trái tim của Ali. Ali nói với Claire rằng nhà vệ sinh nam bị tắc. Khi Claire đến nhà vệ sinh, thì phát hiện trên tường có một dòng chữ: tôi đã làm tình với Claire, lại là Noe. Noe ép Claire lên tường, uy hiếp cô. Lúc này, Noe đã tức giận đến mức muốn nuốt sạch Claire vào bụng. Đến đêm, Noe mở hết rèm cửa, làm những chuyện xấu hổ với Ali. Noe dường như đang thách thức Claire. Ngày hôm sau khi Claire đến trường, khi vừa bước vào văn phòng, cô vô cùng khiếp sợ. Claire khóa cửa văn phòng lại, điên cuồng xé bỏ những tấm hình trên tường, trên sàn. Những tấm hình đó đều là những tấm hình cô qua đêm với Noe. Hiệu trưởng tìm cô, nói rằng những hành vi của Claire gần đây có chút bất thường. Thậm chí có người còn nhìn thấy Claire động tay động chân với Noe. Khi Gazette đến đón Kevin, Kevin giận dỗi liền lái xe vô cùng nhanh. Không ngờ rằng phanh xe lại bị hỏng. Cha con hai người trải qua những khoảnh khắc vô cùng đáng sợ. May thay, cả hai đều không gặp nguy hiểm gì. Khi Claire nhìn thấy xe của chồng có dấu vết tai nạn, cô chạy ngay vào nhà. Lại thấy vị khách không mời mà đến là Noe đang ngồi trên sofa. Claire bị Noe quấn lấy đến mức không có cách nào thoát ra, chỉ có thể mặc kệ cậu. Đêm đến khi tìm đến nhà Noe, Claire lên án những hành vi của Noe. Noe lại cho rằng đoạn video đó là minh chứng tình yêu của hai người. Lúc này, một kẻ điên cuồng như Noe lại tình nguyện cho rằng cậu và Claire có thể bên nhau mãi mãi. Claire cũng hết cách, chỉ có thể cầu cứu Vicky, là bạn thân của Claire. Vicky đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngày hôm đó, Noe tiếp tục theo dõi Claire, nhưng sau đó cậu phát hiện hóa ra người lái xe là Vicky. Còn Claire lúc này đang lẻn vào nhà Noe để tìm ra đoạn video đó. Cô đi theo đường điện đến tầng hầm, lại phát hiện Noe đã si mê mình đến mức điên cuồng. Cậu ta không ngừng quay lại những video của mình và Claire. Mỗi một hành động của Claire đều bị Noe giám sát. Trong lúc này, Claire lại phát hiện Noe lại có sơ đồ cấu tạo phanh của các loại xe hơi. Cô lập tức nói cho Vicky chuyện này, nhưng khi vừa tắt điện thoại, Vicky đã bị Noe đánh ngất. Claire tìm đến người cảnh sát phụ trách vụ tai nạn xe của bố mẹ Noe năm đó. Cô cho rằng vụ tai nạn này là do phanh xe hỏng gây nên, nhưng vì không có chứng cứ, những suy đoán của cô cũng không có tác dụng gì. Noe giam Vicky lại, sau đó gọi điện thoại cho Kevin, nói rằng mình đang sửa máy kéo ở nông trường của Vicky, gọi Kevin và Gazette cùng đến đây giúp đỡ. Lúc này, Claire gọi điện cho Vicky. Noe cố tình dùng giọng nói của Vicky để dụ Claire sang đây. Khi Claire đến nơi, cả căn phòng tối om, thi thể của Vicky bỗng rơi ra từ tủ giày. Claire sợ đến mức hồn siêu phách lạc, cô lập tức quay lại xe gọi điện thoại cho 911. Nhưng lúc này Noe cầm súng bỗng xuất hiện, cậu uy hiếp Claire, lôi cô đến nhà kho. Claire nhìn thấy chồng và con trai mình bị đánh ngất rồi trói lên, cô cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ vì một đêm tình mà làm liên lụy đến hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thủ đoạn của Noe lại càng độc ác, cậu ta muốn giết chết Gazette ngay tại đây. Claire cố gắng thuyết phục Noe, sau đó dùng gậy đánh ngất Noe, nhưng Noe vô cùng khỏe. Cậu ta đứng dậy quăng Claire sang một bên, sau đó cậu ta đổ xăng ra sàn nhà, thiêu trụi cả nhà kho. Trong lúc hoảng loạn, Noe bắn phải Gazette. Noe lại một lần nữa khuyên Claire lập tức rời khỏi nhà kho, nhưng lúc này Claire bỗng dùng một con dao găm đâm vào mắt Noe, nhân cơ hội này cứu con trai ra ngoài. Trong đám cháy, Noe cuối cùng cũng phải lên gặp Thượng Đế, nhìn người chồng đang nằm trên xe cấp cứu. Có lẽ Claire đã sớm quên đi những uất ức mà bản thân phải chịu đựng. Bộ phim đến đây là kết thúc, ẩn sau trong dáng vẻ yêu đời, ấm áp lại là một tâm hồn cực đoan. Cậu ta đã giết chết cha mẹ của mình, áp đặt lên Claire một tình yêu đầy hoang tưởng và cố chấp. Nhưng khi nhìn từ góc độ khác, có thể thấy Noe cũng là một đứa trẻ đáng thương. Các bạn nghĩ thế nào về điều này? Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!